xin chào mọi người. Hè gần kết thúc rồi, các bạn đã đi được những nơi nào rồi na? Hôm nay nhà tôi về Lóc cùng với cả nhà sẽ đi đến Vũng Tàu đây. Một chuyến đi khá là dài luôn. Cả gia đình còn phải đi rất là sáng sớm luôn. Còn đây gia đình đã đến tới ngọn hải đăng của Vũng Tàu rồi đó. Các bạn thấy ánh dương tuy là đi xa nhưng mà rất là tươi và rất là xinh dễ thương luôn nào. Bây giờ anh Dương đang đi ra biển nữa nè. Đêm đến rồi, cả nhà lên đồ để đi công viên Thỏ Trắng cùng với anh Dương thế nào. Đối với con á, thì mẹ luôn ưu tiên đi đến những nơi dành cho trẻ em nên con khá là thích thú luôn. Các bạn thấy hai con cá dễ thương không nào? Nhưng mà người dễ thương nhiều nhất đó chính là mẹ anh Dương đấy. Bây giờ anh Dương sẽ tham gia những trò chơi cùng với bố đây. Để đi đến Vũng Tàu chơi biển, chơi cát rồi thì bây giờ mình cũng phải được đi chơi những trò chơi dành cho thiếu nhi chứ nào, phải không nào? Một chuyến đi ý nghĩa, một chuyến đi đầy yêu thương dành cho con gái rất là nhiều tình cảm luôn. Bây giờ các bạn nhìn xem ánh dương chơi trò cá lượn có vui không nào nha. Ở đây công viên Thỏ Trắng thì rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều trò chơi dành cho các bạn nhỏ luôn. Các bạn nhỏ nhớ bảo ba mẹ khi nào đến Vũng Tàu thì hãy dẫn đến công viên Thỏ Trắng cùng với ánh dương chơi những trò chơi thiếu nhi này nhé. Bây giờ thì ánh dương đang chơi trò cá lượn cùng với bố nè. Hồi đó thì rất là sợ những trò chơi này nhưng mà bây giờ con 4 tuổi rồi nên còn rất là thích thú luôn, rất là thích. Giờ hết cho những trò chơi khác. Đây anh dương đang bố theo một trò chơi ở trong công viên này, rất là hào hứng luôn. Nhìn nó có đẹp không, có xinh không nào? Wow, dễ thương luôn đúng không nào? Wow, còn đây là những trò chơi cảm giác mạnh dành cho người lớn đó, không phải là công viên dành cho trẻ em không đâu. Ở đây còn có nhiều trò chơi rất là mạnh, rất là ghê luôn. Các bạn nhớ đến đây để chơi và trải nghiệm cùng gia đình nhà tôi Vlog nha. Bây giờ sáng hôm sau rồi, cả nhà mình đi uống cà phê và chụp hình cùng với biển cả thôi. Còn cái mặt của mẹ kia ăn kem mà cực kỳ đáng yêu luôn. Ăn no, uống no rồi, đã khát rồi, bây giờ nhà tôi Vlog đi chụp hình thôi. À, con cua kìa bố ơi, bố bắt con cua lên cho anh Dương nhé. Thôi, để mẹ xuống bắt thôi nào. Bây giờ, wow, có con gấu dễ thương quá anh Dương nha, chào bạn gấu thôi. Và chào bà khu cao cậu và sư tử để đi về nhà thôi. Nay nhà mình còn được trải nghiệm phà cao tốc để đi từ Cần Giờ về thành phố Hồ Chí Minh. Đây, ở phà này á, rất là rộng luôn. Ở đây thì nhà mình đã đến sớm hơn 15 phút để đợi phà và lên phà. Các bạn ơi, khi mà mình lên phà thì mình đi ra ngoài, ngoài phà, đầu phà nè, các bạn có thể ngắm được nguyên một cái cảnh biển thật là hùng vĩ, bao la luôn. Các bạn thấy không? Nước mênh mông luôn, không thấy bờ bến đâu luôn á. Nhưng mà phà chạy rất là nhanh, một tiết nó hơn 30 phút là đã đến được với Cần Giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đón đăng ký kênh để